Gần 7 tuổi, tại vì lúc đi chuyện ở đó. Ngày 20 tháng 3, Công an huyện Bù Đốt, tỉnh Bình Phước cho biết, sau hơn 8 giờ, đơn vị đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Duy Cương, 30 tuổi, nghi can trong vụ án giết người xảy ra tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẫn trốn trong một vườn cam của người dân, cách hiện trường vụ án hơn 1 km. Được biết, khoảng 8 giờ sáng ngày 19 tháng 3, anh N, 39 tuổi cùng vợ đang ngủ trong nhà tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành thì nguyễn duy cương đến gõ cửa gọi anh n ra nói chuyện vì trước đó cả hai mâu thuẫn trong lúc chơi game bắn cá khi anh n vừa ra ngoài hiên cửa thì nguyễn duy cương trên tay cầm một cây rựa lau vào xô xát nghe tiếng hô hoáng người nhà của anh n chạy ra thì phát hiện anh ngã gục tử vong tại chỗ riêng đối tượng cương bỏ trốn khỏi hiện trường và sau đó bị bắt vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra